quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình giao lưu Những Tấm Lòng Nhân Ái. Chương trình được phát trực tiếp trên báo Bình Dương điện tử tại địa chỉ www.baobinhduong.vn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống của chúng ta, những người sinh ra đều có mong ước một mái ấm gia đình hạnh phúc, có một cuộc sống ổn định. Thế nhưng trong cuộc sống còn rất nhiều người phải gặp những hoàn cảnh khó khăn, ví như mồ côi, bất hạnh hoặc rơi vào những hoàn cảnh nghiệt ngã khác. Thì đẹp thay, trong xã hội vẫn còn có những người đã dang rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ, che chở những số phận đó. Và một trong những bông hoa đẹp đó là chị Huỳnh Tiểu Hương, sáng lập kiêm giám đốc Trung tâm Nhân đạo quê hương, trung tâm nuôi dưỡng hàng ngàn trẻ em mồ côi khuyết tật. Và trong chương trình giao lưu của chúng tôi ngày hôm nay, rất hân hạnh được giao lưu cùng chị Huỳnh Tiểu Hương, cùng hai nhân vật khách mời, đó là hai người con nuôi của chị đã gắn bó với trung tâm từ những ngày đầu mới thành lập, đó là chị Trần Thị Quý và em Huỳnh Tiểu Như. Để hiểu rõ hơn về Trung tâm Nhân đạo quê hương, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn clip ngắn sau đây. Người sinh ra ai cũng mong muốn có được mái ấm hạnh phúc, được sống trong vòng tay yêu thương của người thân. Thế nhưng do những hoàn cảnh khác nhau, có những số phận phải chịu cảnh mồ côi bất hạnh ngay từ thuở lọt lòng. Đồng cảm với những mất mát ấy, bà Huỳnh Tiểu Hương, giám đốc Trung tâm Nhân đạo quê hương cùng các giáo viên, bảo mẫu đã dang rộng vòng tay yêu thương, nuôi dưỡng các em trưởng thành và hòa nhập vào cộng đồng. Chúng tôi trở lại Trung tâm Nhân đạo quê hương vào một ngày đầu xuân, một không khí ấm áp chan chứa tình thương lan tràn cả khuôn viên trung tâm. Ngay giữa sân, hàng chục đứa trẻ khoảng độ 4-5 tuổi đang vây quanh mẹ Hương như những chú chim non ríu rít tìm hơi ấm tình thương từ người mẹ. Các em cùng nhau chơi đùa, múa hát trong niềm vui bất tận. Dù không cùng dòng máu, nhưng những đứa trẻ mồ côi ở đây đã được chở che, đùm bọc và lớn lên trong vòng tay yêu thương của các cô giáo, bảo mẫu ở đây. Làm từ thiện bằng hành động, không bằng ngôn từ, đó là phương châm mà từng thành viên của Trung tâm Nhân đạo quê hương đều khắc ghi. Từ khi được vào sống trong mái nhà quê hương này, cuộc sống các em nhỏ mồ côi bất hạnh càng trở nên ý nghĩa, các em có được tình yêu thương, được ăn no mặc ấm. Cái hoàn cảnh của Tiểu Hương vừa lọt lòng đã bị cha mẹ bỏ rơi rồi, cho nên Tiểu Hương hiểu được nỗi đau khi mà một đứa trẻ không có ba, không có mẹ và không có người thân thì sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều. Cho nên nguyện vọng và ước mơ của Tiểu Hương mà nếu khi mà mình được cái sự quan tâm và có cơ hội thì Tiểu Hương sẽ dành tất cả 100% thời gian cũng như những gì mà xã hội dành cho Tiểu Hương thì Tiểu Hương sẽ đem đến cho trẻ cô nhi. Thì cái ước mơ đó là Tiểu Hương hôm nay đã đạt được. Để các em không mặc cảm với số phận, trung tâm luôn tạo những sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em vào những dịp kỷ niệm ngày quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu, Noel. Trung tâm đều tổ chức các hoạt động văn nghệ cho các em vui chơi để các em rèn luyện sức khỏe. Trung tâm còn phối hợp tổ chức dạy võ, dạy bơi cho các em. Ngày trung tâm mới thành lập, có những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, được đưa vào trung tâm nuôi dưỡng khi mới lọt lòng. Vậy mà bây giờ, các em đã khôn lớn và trưởng thành, nhiều em đã hòa nhập vào cộng đồng. Bản thân em là một người khuyết tật, được mẹ Hương đón về từ những ngày đầu thành lập trung tâm. Thì trước khi đến trung tâm thì em chưa biết tất cả, chưa biết một cái gì cả. Máy tính hay mọi thứ đối với em rất là xa vời. Khi được mẹ đón nhận về cùng với các em khuyết tật khác thì được mẹ cho đi học vi tính, là học kế toán. Thì các em khiếm thị thì được cho mẹ đi cho làm massage. Và một số em hiện tại là đã có cơ sở riêng. Trải qua 14 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm Nhân đạo quê hương là nơi che chở bảo bọc cho trẻ em mồ côi, bất hạnh, khuyết tật. Khi mới được thành lập vào năm 2001, trung tâm còn chật hẹp, nhưng với tâm huyết của bà Tiểu Hương, hiện nay đã có cơ ngơi khang trang, có đầy đủ nhà ăn, phòng học mẫu giáo, phòng học nghề, khu nhà ở cho các em. Mơ của Tiểu Hương nuôi các con thì mình làm thế nào để cho các con được hòa nhập cộng đồng và không bơi đi, không bị mặc cảm, cho nên Tiểu Hương đã quyết định xây trường học. Đó là trong ba cái điều ước của mình. Thứ nhất là xây nơi chỗ ở và thứ hai là xây trường học. Điều ước thứ ba là xây bệnh viện. Hiện nay, Trung tâm Nhân đạo quê hương đang nuôi dưỡng 337 cháu, trong đó có trên 100 em đang đi học.
Với mong muốn các em được đổi đời, dù có khó khăn cách mấy, trung tâm vẫn không để một trường hợp nào thất học. Xuất phát từ sự đóng góp của cộng đồng xã hội, tháng 7 năm 2015, công trình trường học quê hương đã hoàn thành và chính thức đi vào hoạt động. Công trình có tổng diện tích xây dựng trên 1.000 m2 với 1 trệt 3 lầu, kinh phí xây dựng trên 16 tỷ đồng do các tổ chức kinh tế xã hội, các nhà hảo tâm đóng góp. Trong đó, tỉnh Bình Dương hỗ trợ 500 triệu đồng. Ngôi trường đưa vào hoạt động sẽ giúp trung tâm giảm được chi phí học tập hàng tháng cho các em. Ngôi trường này sẽ là nơi vun đắp ước mơ tương lai cho trẻ mồ côi bất hạnh. Những việc làm trên của bà Huỳnh Tiểu Hương và các tổ chức kinh tế xã hội, các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương đã góp phần giúp các em vượt qua hoàn cảnh và sớm hòa nhập với cộng đồng. Lời đầu tiên thì xin cảm ơn chị Hương cũng như chị Quý và em Như đã dành thời gian đến tham gia cùng chương trình của chúng tôi. Và như quý vị cũng đã vừa xem, chúng ta vừa thấy những cái hình ảnh rất là cảm động về những em nhỏ ở trung tâm nhân đạo quê hương. Và chắc là cái clip này cũng gợi cho chị ít nhiều về cảm xúc. Và được biết là chị Hương có một quá khứ rất là buồn, vì khi mà sinh ra thì chị cũng không có ba mẹ. Và như vậy thì chị có thể kể cho khán giả biết đôi nét về hoàn cảnh của mình trong những ngày thơ ấu không chị? Dạ thưa, bản thân Tiểu Hương khi vừa lọt lòng ra thì đã bị cha mẹ bỏ rơi rồi, không biết ba mẹ của mình. Thì Tiểu Hương được sống với bà nội bà ngoại gì đó. Rồi xong khoảng cỡ 5-6 tuổi bà đã cho Tiểu Hương đi một cặp vợ chồng ở ngoài Bắc á. Rồi sau đó thì sống trong thời gian đó thì Tiểu Hương đã bị hãm hại. Thì cuối cùng thầy cô giáo ở trong trường người ta mới đưa Tiểu Hương ra ở ngoài đường để sống, vì sống ở ngoài đường vẫn an toàn hơn, nhưng không nghĩ rằng là ra ngoài đường càng khó khăn hơn nữa. Tiểu Hương đã bị bán hết chỗ này đến chỗ khác để mà làm công cụ cho người ta. Rồi hàng ngày thì Tiểu Hương đi nhặt đồ ăn, các cái thùng rác và những nơi công cộng và những cái chợ người ta sử dụng không hết thì Tiểu Hương đi rửa để mà lấy những cái đó để ăn cho qua ngày. Vậy thì chị còn gặp những cái biến cố nào khi mà một mình, một thân phải sống ở ngoài đường như vậy không chị? Giờ khi mà sống như vậy thì Tiểu Hương đã bị người ta bắt buộc Tiểu Hương phải bán vô những cái chỗ động mại dâm. Rồi ngoài ra trốn được những cái chỗ đó thì đưa đi bán làm trầm hương, đi lên rừng, đi vô trong núi để mà lấy trầm và đãi vàng. Bản thân Tiểu Hương thì nhỏ, cho nên khi đãi thì những chiếc ghe nó chạy qua thì cái máng nó sẽ bị sụp, nó đổ xuống. Và mỗi lần đổ đi thì Tiểu Hương bị đạp, bị đánh đập, sôi xuống nước. Thì những cơn sốt bắt đầu nó tiếp tục trổ về với Tiểu Hương. Còn về ban đêm thì bị những người con trai, những người đàn ông ở trong rừng người ta hãm hại mình. Thì cuối cùng Tiểu Hương đã trốn thoát được ra khỏi vườn ở trong rừng và đi bộ về đồng bằng. Mà khi đi bộ ra thì dọc đường người ta tưởng Tiểu Hương giấu vàng ở trong người, người ta lột hết quần áo để người ta tìm kiếm. Nhưng khi lột ra thì không có tiền và vàng, người quần áo đã bị xé hết rồi. Thì Tiểu Hương đã đi bộ từ trên lưới A Sầu ở trong đường chính ở trong rừng để đi bộ về tới Đông Hà. Thì có khi đi cả tháng trời, mà người thì ở trần, chân thì đi đất. Nhưng mà Tiểu Hương cũng nghĩ rằng vẫn sung sướng hơn ở trong rừng. Vậy lúc đó là chị bao nhiêu tuổi vậy chị? Lúc đó Tiểu Hương cũng không nhớ bao nhiêu tuổi. Chị biết rằng mình thoát được cái cảnh ở trong rừng đúng không? Thì cái đó là một cái nỗi đau mà Tiểu Hương không bao giờ quên. Cho nên Tiểu Hương chỉ biết rằng ước mơ mình làm sao nếu mà được sống thì Tiểu Hương sẽ giúp những người cũng như mình. Thì đó là những ước mơ. Thì cho nên Tiểu Hương cứ hàng ngày đi nhặt cơm với bún những chỗ họ bán, mình lấy những cái đó mình giúp cho những người tàn tật bên cạnh mình. Đó là một cái mà không bao giờ quên đối với Tiểu Hương. Quả là cái thời gian đó đối với chị Tiểu Hương là quá nhiều nghiệt ngã đối với một cô gái trẻ như vậy. Thì có phải là những cái lý do như vậy là khiến chị có thể tạo nên động lực để thành lập nên trung tâm nhân đạo quê hương không ạ? Dạ, từ cái chỗ mà bị bán ở chỗ này chỗ khác, và Tiểu Hương cũng nghĩ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ngủ bình an trên một chiếc ghế đá công viên, và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được một chén cơm mà sạch sẽ thôi, chứ không nghĩ rằng là chén cơm mà trắng nữa. Thì cho nên vào năm 1987 thì Tiểu Hương thoát được những cái cảnh mà bị bán ở ngoài Vũng Tàu. Thì về số 22 Nguyễn Huệ, số 2 Nguyễn Huệ, thì bán thuốc lá ở đó thì
được một người ân nhân người Hoa, mỗi ngày người ta cho Tiểu Hương 2.000 đồng để lấy cơ tiền mua cơm ăn, mà Tiểu Hương không có ăn cơm bằng tiền, mà Tiểu Hương dùng 2.000 đồng đó cho các bạn mua xương ươm bán. Vì khi mà có 2.000 đồng đó thì vẫn là mang tiếng là người chủ. Trong một gói thuốc thì chỉ có 2-3 điếu thôi. Rồi mua một tép xương ươm thì chia ra làm 3 người, một người 2 thẻ rồi đi bán ít vậy nhưng mà nó là chủ. Thì sau khi cuối cùng ông thấy vậy, ông mới thương Tiểu Hương, ông mới thuê cho Tiểu Hương một cái phòng ở số 22 ở Nguyễn Huệ, ở trên lầu để ở. Nhưng thuê cho một mình thì Tiểu Hương mới rằng cho mấy bạn buổi đời về tắm. Vì từ nhỏ đến lớn thì Tiểu Hương chưa bao giờ được tắm nước ở trên trời xuống. Thì khi được người ta cho ở thì Tiểu Hương đưa nhiều bạn buổi đời về. Cuối cùng chủ người ta mới đuổi đi thì Tiểu Hương ra đường phố ở. Vậy là tiếp tục một cái quá trình gian nan. Cuối cùng gian nan thì sau đó ông mới thấy vậy, ông mới thuê một cái nhà riêng cho Tiểu Hương ở. Thì ở thì Tiểu Hương gọi ông là ba ba. Nhưng cuối cùng ông cũng có những cái mà không có giống như mình gọi ba ba. Thì Tiểu Hương nghĩ rằng Tiểu Hương kết thúc cuộc sống của mình. Nhưng sau đó ông thấy vậy, ông mới nói rằng là vì ông thương Tiểu Hương thì ông mới cho Tiểu Hương 20 cây vàng. Và từ 20 cây vàng đó Tiểu Hương mới mua bán nhà cửa. Thì hồi đó là cái nguồn nhà cửa nó lợi nhuận rất là cao. Nhiều khi sáng mua chiều bán 50 cây, gấp đôi, gấp ba. Thì Tiểu Hương dùng tất cả những cái số tiền mà lời trên cái mà Tiểu Hương buôn bán địa ốc. Tiểu Hương mới là đi tìm trẻ cô nhi và trẻ lang thang về để tạo công ăn việc làm và cho đi học nghề. Và cuối cùng vào năm 2001 thì Tiểu Hương quyết định là mở trung tâm nhân đạo quê hương. Thì được hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam cho ra đời, vì Tiểu Hương đã tham gia trong một khoảng thời gian mười mấy năm liền để mà giúp đỡ đồng bào bão lụt và các chương trình đau ốm, chết chóc, ma chay, rồi người khuyết tật, học bổng. Thì Trung ương đã có đủ niềm tin và cho Tiểu Hương thành lập trung tâm nhân đạo quê hương. Thì mà khi thành lập trung tâm thì chắc hẳn là sẽ gặp không ít khó khăn. Vậy thì chị đã gặp những cái thuận lợi khó khăn như thế nào ạ? Thưa, ban đầu thì khi mới thành lập trung tâm thì thực sự Tiểu Hương cũng không có nghĩ rằng là thành lập cái trung tâm. Mà chị nghĩ rằng cái giấy phép để mà các con có cái nhà. Thì ban đầu là khi mà mở ra thì đi nấu ăn cho người mù, một ngày cho 200 suất cho những người mù ở Bình Hưng Hòa và những người đường phố. Buổi sáng ra thì từ 150 đến 300 suất cho những người mù, những người què. Họ ăn xong họ đi bán vé số. Thì chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng cuối cùng họ đẻ con ra rồi họ giục một hai em, thì Tiểu Hương lượm một em hai em rồi xong từ từ nhiều. Vì chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy. Vậy là ban đầu xuất phát là mình nuôi những người mà khuyết tật, người lớn tuổi. Sau này mới bắt đầu là mình nuôi những em nhỏ. Đúng rồi. Vậy thì cái việc mà nuôi và chăm sóc trẻ em á, nó là một vấn đề là không hề dễ dàng. Nhưng trẻ em bình thường đã không hề dễ dàng rồi, còn các trẻ em này là trẻ em mồ côi rồi khuyết tật nữa. Chị có thể kể đôi nét cho mọi người biết được là cái quá trình chăm sóc các em ở trung tâm như thế nào được không chị? Nói về nuôi các cháu đã khó khăn rồi, chăm sóc khó hơn. Cũng giống như trường hợp cháu Huỳnh Diệu Như, khi lượm cháu về đó là chỉ đúng 7 lạng rưỡi. Cháu lớn hơn chai nước suối một chút xíu thôi. Rồi cũng không có nghĩ rằng là cháu được sống. Nhưng mà khi lượm thì Tiểu Hương cứ nghĩ rằng sự sống sự chết là do duyên nữa. Nhưng Tiểu Hương cũng đi đâu Tiểu Hương cũng cột em vào trong bụng để dẫn cháu đi theo. Lúc đó là đầu cháu cũng còn chưa có cứng cứng, còn mềm mềm á, như miếng thịt bò vậy thôi, cũng chưa nghĩ là cháu sống. Nhưng khó khăn thì khó khăn rất là nhiều, vì Tiểu Hương nhìn vô nhỏ trẻ không ai tin hết, ai nghĩ rằng làm sao mà làm được. Và đồng thời trước khi thành lập thì Tiểu Hương cũng làm kinh tế, thì bạn bè 10 người hết chục người khuyên Tiểu Hương không có mở trung tâm, có thì cho, không có thì thôi. Và mở trung tâm thì ra để mất công mang một cái khổ vào thân. Và thậm chí tất cả các hội đoàn cũng khuyên. Nhưng Tiểu Hương đã gắn liền trong máu của mình rồi. Thì không thể nào bỏ được. Cho nên bước đầu tiên thì 2.100 mét đất thì Tiểu Hương mua trước khi thành lập trung tâm, là dự định mua để xây cái nhà để cống hiến cho người tàn tật. Nhưng sau khi đó thì bước đầu tiên thì tỉnh cũng chưa có tin tưởng, và cộng đồng cũng chưa tin tưởng, sợ Tiểu Hương làm sao mà làm được.
Nhưng trong một thời gian đã qua thì tỉnh và các địa phương và cộng đồng thấy và đủ niềm tin rồi, bắt đầu tỉnh mới cho Tiểu Hương xây dựng lên. Thì tới giờ phút này là những căn nhà lá đã bỏ rồi và xây lên những căn nhà khang trang. Và số lượng từ một hai cháu nhưng tới 14 năm thì Tiểu Hương đã lên 339 cháu. Ngoài ra thì cả hơn 4.000 người khuyết tật và những cháu sống bên ngoài Tiểu Hương giúp đỡ. Vậy thì có thể thấy là nếu mà không có tình yêu thương bao la thì mình khó thể nào mà làm việc được như vậy, đúng không chị? Và em nghĩ là nếu mà để duy trì một cái trung tâm mà có thể nuôi được rất nhiều trẻ và người khuyết tật như vậy thì cần có cái nguồn kinh phí rất là lớn. Vậy chị tìm nguồn kinh phí này từ đâu và làm sao để duy trì ạ? Khi mà nhiều người cứ nghĩ rằng nuôi một hai đứa con đã khó khăn rồi mà Tiểu Hương nuôi trên 300 cháu thì làm sao mà duy trì được. Một ngày tiền điện một tháng không là trung bình 46 triệu tiền điện, từ 45 đến 46 triệu tiền điện. Và tiền xăng cũng hơn 20 triệu một tháng, là trung bình hai thứ thôi. Chưa nói tiền lương bảo mẫu, nhân viên, giáo viên và giáo dục. Đi học mỗi em là trung bình đóng 750 ngàn đồng cho một cháu. Là tiền lương học căn bản, còn chưa tính các tiền phụ đạo và sinh hoạt ở nhà trường. Thì đó là một cái chi phí rất lớn đối với Tiểu Hương. Thì làm sao để Tiểu Hương duy trì? Như Tiểu Hương vẫn giới thiệu các cái dự án cho khách hàng. Và cũng môi giới về gỗ, về bàn ghế, rồi mở công ty nước uống, rồi cũng làm những cái chương trình sự kiện để kiếm thêm thu nhập cho các cháu. Chị phải trải qua rất là nhiều việc để có nguồn thu nhập. Và em có một câu hỏi này cũng hơi nhạy cảm là ngoài những cái thông tin thuận lợi thì bên cạnh đó thì em cũng có đọc được rất là nhiều cái thông tin trái chiều về trung tâm nhân đạo quê hương. Ví dụ như là trung tâm nuôi trẻ rồi bị bệnh, rồi không sạch sẽ, rồi ví dụ như có thể là vì lợi ích lợi nhuận cá nhân chẳng hạn. Vậy thì chị thấy có thể nói đôi điều về những vấn đề này không? Và khi mà nuôi các cháu thì đã khó khăn rồi, nhưng mà duy trì trung tâm càng khó khăn hơn và phát triển trung tâm càng khó khăn hơn nữa. Thì có một số người chưa hiểu Tiểu Hương và nói rằng Tiểu Hương lợi dụng những đứa trẻ để làm giàu cho bản thân. Và nuôi trẻ bị chết, và nuôi trẻ trung tâm dơ bẩn, không an toàn vệ sinh. Thì kính thưa là khi mình nhặt các cháu ở ngoài đường thì các cháu đã nhỏ, nhiều khi ẵm trên tay khoảng 5-10 phút các cháu đã chết rồi. Và nhiều khi ẵm vào chưa tới bệnh viện thì các cháu cũng đã chết rồi. Thì sự sống của các cháu là khi mẹ các cháu đã bỏ cháu từ ngoài đường phố. Thì khi mình tiếp cận các cháu thì nó đã quá muộn. Thì người ta không hiểu rằng là mình cũng đau chứ. Mình đau vì mình, nếu mà mình đẻ ra đứa con mà mình để cho con chết đi thì mình không nói. Nhưng mà cha mẹ, mẹ đã sanh cháu ra, bỏ cháu từ ngoài đường phố. Mà Tiểu Hương đưa vào, Tiểu Hương đã dùng hết tất cả cái khả năng của mình để cứu cháu. Và thậm chí có cháu nhặt vô từ ngày nhập viện đến ngày xuất viện là hơn 300 triệu đồng tiền bác sĩ, tiền thuốc men. Nhưng Tiểu Hương dù khó khăn nhưng không muốn để cho các cháu bị mất đến tính mạng của mình. Vì đó là cái vấn đề, chứ không phải rằng là các cháu chết là mình để cho các cháu chết. Cho nên một số bài viết nói rằng là trung tâm nuôi trẻ là để cho các cháu chết. Vì khi đã nhặt đã chết rồi thì mình đưa vào thì làm sao mình cứu được kịp. Vì 100% nhặt vào là đưa vào bệnh viện trước rồi mới đưa về nhà. Đó là vấn đề. Còn cái thứ hai nữa rằng lợi dụng trẻ để mà làm giàu cho cá nhân. Thì thực sự bản thân Tiểu Hương khi chưa thành lập trung tâm là Tiểu Hương là dân làm kinh tế. Vì Tiểu Hương suốt ngày đi đánh gôn, đi đánh bowling, và thậm chí Tiểu Hương qua Mỹ sống. Tiểu Hương hiện tại là sống ở nước ngoài. Giấy tờ Tiểu Hương cũng là sống ở Mỹ, nhưng chưa bao giờ Tiểu Hương thổ lộ rằng mình là một Việt kiều. Vì Tiểu Hương đi ra nước ngoài từ khi chưa thành lập trung tâm. Và cũng mua bán địa ốc, có nhà, có biệt thự và đam mê đồ cổ nữa. Nhưng khi mà nuôi các cháu thì Tiểu Hương hiện tại vẫn đi đi về về. Nhiều người cứ nghĩ rằng Tiểu Hương tại sao đi Mỹ hoài, vì bản thân ở Mỹ mà. Nhưng chưa bao giờ nói rằng tôi là một Việt kiều hay là mình đang sống ở nước ngoài. Nhưng Tiểu Hương chỉ nói rằng đi nước ngoài có việc, thế thôi. Nhưng vì Tiểu Hương nghĩ rằng cuộc sống của mình nó rất là ngắn ngủi. Thì nếu mà Tiểu Hương vì trung tâm này, vì các con này thì Tiểu Hương sẽ không làm từ thiện. Và Tiểu Hương cũng hy sinh luôn hạnh phúc của mình. Và Tiểu Hương cũng có thể là có bạn trai hoặc lập gia đình. Vì ai cũng có nỗi đau của mình, nỗi khổ của mình cũng biết cô đơn vậy. Thì về đêm rất là buồn. Nhưng mỗi khi các con nhắm mắt thì công việc mình nó trở về bình an. Thì lúc đó mình cảm thấy rất là thiếu thốn tình cảm. Thì mình cũng muốn có một người bạn đời để mà động viên an ủi.
Nhưng Tiểu Hương nghĩ rằng cái đó là riêng cá nhân, Tiểu Hương muốn dành tất cả cho con của mình. Thì đó, nếu mà xã hội hiểu được thì hiểu nỗi khổ của Tiểu Hương. Vì không phải vì làm giàu mà Tiểu Hương phải bán nhà, bán cửa, bán tài sản, thậm chí cầm luôn nhà cửa của mình để mà xây dựng, chứ không phải rằng là bán nhà chưa đủ. Nhưng mà Tiểu Hương cầm cái nhà này, vay nợ ngân hàng, rồi tiếp tục mua cái đất khác để xây dựng lên. Nhưng ai hỏi là nói rằng đơn vị tài trợ, chứ không dám nói là tài sản của mình, vì không muốn các con ý lại rằng đó là tài sản của mẹ, mà các con phải nghĩ rằng đây là của cộng đồng, để cho các con cố gắng vươn lên. Đó là một cái khó khăn nhất mà hiện tại Tiểu Hương vẫn không giải thích được với cộng đồng cũng như các con. Vì chưa bao giờ nói rằng mình là một Việt Kiều, và cũng chưa bao giờ nói rằng trước khi mình thành lập là mình là một đại gia hay là một doanh nhân nổi tiếng, mà Tiểu Hương chỉ nghĩ rằng mình là một đứa trẻ đường phố lớn lên. Thì qua cái chương trình này, Tiểu Hương chỉ muốn rằng xã hội phải nghĩ rằng mình không phải có tiền mình mới làm từ thiện, và cũng không phải rằng làm từ thiện là vì làm giàu, mà chúng ta, tất cả chúng ta vì yêu và thương. Và Tiểu Hương trải qua một đoạn đường quá khổ, mà không giống như một thước phim tự sự liên tục không dừng lại. Cho nên Tiểu Hương nghĩ rằng tiền bạc và tài sản nó chỉ là vật hư không đối với Tiểu Hương. Và cho nên đó là một con đường mà Tiểu Hương đeo đuổi. Cũng giống như qua Mỹ, Tiểu Hương đăng ký tại Mỹ, cũng chưa bao giờ ai tin tưởng rằng Tiểu Hương là một người phụ nữ mà qua Mỹ để thắng kiện một hai tờ báo lớn của Mỹ, chỉ vì nói rằng Tiểu Hương là con riêng của lãnh đạo, và trung tâm Tiểu Hương là nuôi những đứa trẻ cô nhi để làm gái, để phục vụ cho những người đại gia. Thì nếu nói cá nhân Tiểu Hương không tốt thì không sao, nhưng mà nói đến hai chữ Việt Nam và ảnh hưởng đến phụ nữ Việt Nam và trẻ em Việt Nam, thì Tiểu Hương dù bán tất cả tài sản của mình, và Tiểu Hương có chết cũng được, Tiểu Hương cũng bắt người ta phải xin lỗi. Và cuối cùng 2 năm 6 tháng Tiểu Hương đã thắng được cái cuộc thư kiện đó, và cứ một tiếng đồng hồ là phải bỏ ra $380 để mà thư kiện. Thì đó là một cái mà Tiểu Hương rất là vui mừng, vì mình bảo vệ được cái nhân quyền của mình và người phụ nữ Việt Nam của mình. Thì qua câu chuyện của chị Tiểu Hương là chúng ta có thể rõ hơn về con người của chị, và em nghĩ là từ tấm lòng sẽ đi đến tấm lòng thôi. Hy vọng về những cái tình cảm của chị là sẽ được mọi người hiểu và đáp lại. Và em được biết là vì lúc mà trung tâm mới thành lập thì lúc đó em còn rất là bé, chắc là cũng chưa có dịp đến trung tâm. Thì qua lời của mọi người kể lại là ngày xưa trung tâm là nhà tranh vách lá, và sau 14 năm xây dựng và phát triển thì hiện nay là trung tâm là phát triển rất là nổi bật. Và như vậy thì chị có thể nói gì về những cái tấm lòng nhân ái đã cùng chị chung tay góp sức để phát triển trung tâm được như ngày hôm nay ạ? Về trung tâm thực hiện được ngày hôm nay thì nói về cộng đồng và xã hội, thì đặc biệt đối với Tiểu Hương là các ban ngành tỉnh Bình Dương luôn luôn tạo điều kiện cho Tiểu Hương. Tạo điều kiện cho Tiểu Hương không riêng về giấy phép mà cũng hỗ trợ về tài chính để mà giúp đỡ cho trung tâm được phát triển. Đó là một cái nguồn động lực rất lớn đối với Tiểu Hương. Và ngoài ra thì cũng được một số công ty cũng thường xuyên giúp đỡ cho trung tâm. Nhưng vì cái số lượng của trung tâm các cháu quá nhiều, cho nên dù có giúp đỡ nhưng mà cái sự khó khăn mỗi ngày cũng một nhiều hơn nữa. Cho nên qua cái chương trình này, Tiểu Hương cũng mong rằng quý vị khán giả cũng giống như các công ty và các bạn xã gần, chúng ta chỉ cần giống như một tháng hỗ trợ cho Tiểu Hương giống như 5-10 ký gạo, hay là mình dành cái tình yêu thương cho các cháu đến để mà phục vụ chăm sóc các cháu. Thì đầu tiên là cho các cháu được cái tinh thần vơi đi mặc cảm, được hòa nhập, và cũng được thêm cái thực phẩm hàng ngày cho các cháu được sống và duy trì tốt hơn. Em tin chắc là mọi người sẽ ủng hộ trung tâm tiếp tục trên con đường phát triển sau này ạ. Và thưa quý vị và các bạn, đến với mái nhà quê hương thì các em nhỏ không chỉ được chăm sóc tử tế, được học văn hóa, mà còn nhiều em được trưởng thành, hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng. Và đến với chương trình ngày hôm nay thì có hai nhân vật đã gắn bó với trung tâm từ rất lâu, đó là chị Quý và em Như. Thì câu hỏi đầu tiên thì xin được giao lưu với chị Quý là chị có thể cho mọi người biết về bản thân mình ạ. Em là Trần Thị Quý. Em đến trung tâm từ những ngày đầu thành lập. Chị ở trung tâm là chị được mẹ Hương rồi các mọi người chăm sóc như thế nào, rồi quá trình chị lớn lên như thế nào chị? Em may mắn là bản thân mình là một người khuyết tật, nhưng may mắn được đến trung tâm nhân đạo quê hương, được mẹ nuôi nấng chăm sóc,
Và không những bản thân em mà còn rất là nhiều các bạn, các em khuyết tật khác nữa. Thì bản thân em thì được mẹ cho đi học kế toán. Và hiện tại thì em đã tốt nghiệp khoa kế toán của trường Đại học Lạc Hồng. À, các em của em thì có những em khiếm thị thì được mẹ cho đi học massage và cho các em một số vốn để tự mở massage và để lo cho các cuộc sống của mình. Còn một số em mà lành nặng nữa thì được mẹ cho đi học luật, rồi học vi tính. Rồi nói chung là tùy theo khả năng của mỗi em nào học được cái gì thì mẹ sẽ cho học nghề đó. Và hiện tại thì em đang ở tại trung tâm để phụ với mẹ về vấn đề văn phòng và chăm sóc cho các em. Vậy là chị đang ở trung tâm phụ cho mẹ. Dạ. Vậy thì tại sao mà khi học hành nghề như vậy chị không nghĩ là mình sẽ ra làm một cái doanh nghiệp để mình có thể kiếm được thêm nhiều thu nhập mà mình lại chọn ở trung tâm? Bởi vì trung tâm là em nghĩ là công việc nó sẽ rất là nhiều, công việc không tên. Vậy thì chị có thể chia sẻ. Thực tế thì một người khuyết tật như em á, để mà lo được cái cuộc sống cho mình á là đã rất là khó rồi, mà để được có một cái công việc ổn định thì càng khó hơn nữa. Ở trung tâm thì được nhìn thấy mẹ chăm sóc các em hàng ngày, thấy mẹ dành tình thương cho các em như một các em, mẹ coi các em như là con ruột của mình, thì em thấy rằng không ở đâu mà mình cảm thấy là mình có ích như ở đây. Được hàng ngày được nhìn thấy mẹ bên các em, được thấy mẹ làm việc. Một ngày thì thật sự mà nói mẹ không ngủ quá 2 tiếng. Khi mà các con đi học thì mẹ làm việc, khi các con ngủ thì mẹ đi quét sân, mẹ đi nấu cháo. Thì nhìn một người con mình nhìn thấy như thế thì mình không... Dạ, rất là cảm động. Nói chung là không biết dùng cái từ ngữ nào để có thể là cảm ơn mẹ. Thì có thể là ngay chương trình hôm nay chị có thể dùng cái lời cảm ơn đối với mẹ được không ạ? Thực ra thì không có mẹ thì em không có ngày hôm nay. Không có mẹ thì em không bao giờ được đặt tay vào cái bàn máy vi tính, được mọi người coi mình là một người có ích. Thực sự thì từ xưa đến giờ dưới con mắt của mọi người ấy, thì em chỉ là một người khuyết tật ăn bám. Nhưng mà từ khi được về với mẹ thì đã khác. Mẹ cho em một cuộc sống mới, mẹ xây dựng gia đình cho em, mẹ tổ chức đám cưới cho em. Và hiện nay thì hai vợ chồng em vẫn đang ở trung tâm và phục vụ cho mẹ. Không biết nói gì cả mà con chỉ biết gửi lời đến mẹ lời cảm ơn sâu sắc. Nhờ có mẹ mà con cũng như các em khuyết tật khác có được một tương lai, có được một công việc, có thể nuôi sống được bản thân mình. Cảm ơn mẹ nhiều. Rất là cảm động khi mà tình cảm thiêng liêng mẹ con ở đây thì đã được chia sẻ và được mẹ nhận được cái tình cảm cảm ơn của chị. Và có thể nói là hy vọng là sau thời gian này thì chị sẽ càng gắn bó hơn nữa, không chỉ với chị và anh xã mà còn cả con. Chị sẽ tiếp tục ở trung tâm và chăm lo và phụng dưỡng cho mẹ ngược lại để đáp lại tình cảm đó. Và quay sang với câu hỏi với em Như, thì em có thể giới thiệu cho mọi người biết là em hiện đang học lớp mấy ở đâu? Dạ, thưa chị, em tên là Huỳnh Tiểu Như. Năm nay em học lớp 7, em học trong trường trung học cơ sở Bình An. Em là con của mẹ, em sống với mẹ từ lúc còn vừa sinh ra. Vậy thì chị được biết là cái hoàn cảnh của em cũng rất là bi đát. Khi mà sinh ra thì em cũng không có ba mẹ, thì được mẹ nhận về nuôi và chăm lo cho ăn đi học đến bây giờ. Thì em có thể nói về những cái tình cảm của mẹ trong ngày hôm nay được không? Có thể nói mẹ là người sinh ra em lần thứ hai. Mẹ không có mẹ thì em không còn tồn tại đến ngày hôm nay. Mẹ đã cho em ăn học tử tế. Tình yêu thương của mẹ đối với em đã tiếp thêm sức mạnh, nghị lực, niềm tin để em cố gắng học. Sự quan tâm, chăm lo của mẹ đối với mấy bé nhỏ khác mồ côi bất hạnh như em,
em đã đạt được nhiều giải, nhiều huy chương trong học tập và nhiều thành tích để em mang về em trao cho mẹ, em tặng mẹ. Vậy thì sẵn ở đây thì em có lời nào đó cảm ơn mẹ giống như chị Quý không? Dạ, em cảm ơn mẹ vì mẹ đã dành cho em những tình thương và nuôi lớn em từ nhỏ đến lớn và cho em đi học ở các trường, các tiểu học và từ mầm non lên tới trung học. Em cảm ơn mẹ, nếu không có mẹ thì em cũng không được giống như ngày hôm nay. Mẹ là người duy nhất mà nuôi em lớn đến, từ nhỏ đến lớn. Em cảm ơn mẹ những ngày qua đã chăm lo và cho em nhiều ký ức và trong học tập. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Quý và em Như. Hy vọng rằng trong thời gian tới là em sẽ học thật là tốt hơn khi mà đem những kết quả đó về, đó là cái niềm vui, niềm hạnh phúc mà em đã đền đáp ơn nuôi dưỡng của mẹ. Và chúng ta sẽ quay lại trò chuyện với chị Hương. Thì xin chị cho biết là các em được trưởng thành từ trung tâm hiện nay có cuộc sống như thế nào với chị ạ? Nói chung về trung tâm của mình thì các em hiện tại là tỷ lệ 80-90% các cháu được đi học, tất cả đi học hết. Còn các em lớn thì đã lập gia đình, một số lập gia đình và một số cũng đi làm việc, đi học ở ngoài. Đó là về những cái những các em. Đặc biệt trong năm trước thì đã kết hôn, như năm nay thì đám cưới được 3 cặp. Các em khiếm thị thì lấy khiếm thị, khuyết tật thì lấy khuyết tật. Thì cho nên cái vui mừng nhất là các cháu lập gia đình là có con rất là nhanh, không hiểu tại sao mà khuyết tật nhưng mà có con nhanh hơn mấy em mà không có khuyết tật. Đó cho nên cũng rất là vui mừng là các con có con rồi, con không có bị khuyết tật thì lớn lên các con phụ chăm sóc lại ba mẹ, thì đó là một cái món quà lớn đối với Tiểu Hương. Thì các em nhỏ khi mà trưởng thành thì có quay lại trung tâm để phụ giúp giống như chị Quý không ạ? Hầu như tỷ lệ ở trung tâm thì tỷ lệ 70-80% là các cháu rất là hiếu thảo. Các cháu hiếu thảo với là khi trung tâm có một cái vấn đề gì xảy ra thì các cháu đều quy tụ về. Nhưng đặc biệt là các cháu làm lãnh lương là hàng tháng các cháu đều trích ra một cái tiền lương công của mình để phụ mẹ. Thì hiện tại tổng số tất cả các cháu, toàn bộ cả trung tâm mà nuôi từ xưa tới giờ thì tiền hàng tháng là cũng được 38 triệu đồng. Là mình cộng lại thì đó là do các em đóng góp về. Rất là đáng quý phải không quý vị các bạn. Và thưa quý vị và các bạn, với người phụ nữ mảnh mai yếu đuối như vậy, nhưng mà chị Tiểu Hương lại là một người phụ nữ có nghị lực phi thường. Chị là một nhân chứng sống cho một huyền thoại, một chuyện cổ tích giữa đời thường. Càng tìm hiểu về chị thì chúng ta sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi được biết là tháng 7 năm 2015 thì chị đã xây dựng một trường tiểu học, một trường học với một trệt và 3 lầu với tổng kinh phí xây dựng là 16 tỷ đồng. Vậy thì chị có thể cho biết một quyết định xây trường học cho các cháu như thế nào không ạ? Dạ, khi từ nhỏ thì Tiểu Hương không có được đi học, không có nhà ở và đau ốm bệnh tật thì không được đi bệnh viện. Tất cả mình tự lo hết. Thì cũng vì cái lý do mà Tiểu Hương không có được đi học. Thì ví dụ như lúc mà Tiểu Hương ở chỗ cao su ông Quế, Tiểu Hương thấy người ta học, Tiểu Hương chạy vào trong cái bàn người ta đang học, ngồi để mang tiếng là được mình đi học. Nhưng mà vô lấy chỗ của người ta bị thầy bắt được, rồi bắt quỳ đánh đập, rồi quỳ trên cái vỏ mít. Thì đó là một những cái mà làm cho Tiểu Hương không thể nào quên được. Cho nên Tiểu Hương ước mơ nếu mà sau này có tiền, có cơ hội là Tiểu Hương sẽ mở một cái chỗ nuôi các bạn đường phố, chứ không nghĩ rằng là mồ côi, là đường phố thôi như Tiểu Hương. Và thứ hai nữa là Hương ước mơ làm một cái trường học cho các bạn được đi học. Thì cái trường của Tiểu Hương là ước mơ là một hai cái ghế thôi, một cái ghế và một người thầy dạy nhau. Và điều ước thứ ba là một cái bệnh viện, là để có một cái mái che rồi xong đi hái lá về nhai ra đắp người ta, chứ không phải ước mơ là xây dựng lớn. Nhưng khi nuôi các con được rồi thì Tiểu Hương nghĩ rằng nuôi là chưa đủ, nếu không được đi học, không biết chữ thì coi chưa nuôi ngày nào. Thì trong cái thời gian Tiểu Hương nuôi các con thì cái sự quyết tâm của Tiểu Hương làm thế nào để xây được một cái trường học. Thì từ cái sự nỗ lực đó mà Tiểu Hương đã dành dụm tiết kiệm và đồng thời được sự hỗ trợ của bên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương và Mặt trận Bình Dương và Thành ủy và các ban ngành tỉnh tạo mọi điều kiện, và bên cạnh có một số công ty đã tài trợ và đóng góp, thì nay trung tâm đã xây hoàn thiện được cái trường học.
Vậy thì được biết là chị có 3 điều ước, thì hiện nay thì 3 điều ước đó chị đã hoàn thành và thực hiện hết cho chị. Dạ thưa, 3 điều ước thì Tiểu Hương đã thực hiện được 2 điều ước, còn điều ước thứ 3 thì đất đã chuẩn bị rồi. Dạ. Nhưng mà xây dựng thì chưa có khả năng. Dạ. Nhưng Tiểu Hương tin rằng nhất định phải được. Dạ, em cũng tin rằng là chị thực hiện được điều ước thứ 3 của mình trong thời gian ngắn sắp tới ạ. Dạ. Và được biết là chị còn nổi tiếng với một cái cuốn sổ hộ khẩu dài và dày nhất Việt Nam, được đưa vào kỷ lục Guinness Việt Nam. Vậy thì chị có thể cho biết thêm về cái điều này không ạ? Dạ thưa, về cái quyển hộ khẩu, về được vinh danh những cái vinh danh về cái tên của tuổi của Tiểu Hương mà xã hội, giống như Tiểu Hương được Philippines, được Quốc hội và Đại sứ Từ thiện Thế giới, và ngoài ra các chương trình Người đương thời, Người phụ nữ rung động trái tim Việt Nam, và cái gì ấy? Người phụ nữ đương đại lịch sử Việt Nam, thì và kỷ lục về được hộ khẩu dài nhất Việt Nam. Thì có nhiều, rất là nhiều cái thương hiệu và vinh danh của nhà nước phong tặng. Thì Tiểu Hương nghĩ rằng không phải là một mình là làm người tốt, mà còn rất nhiều người phụ nữ và nhiều người mẹ tốt hơn thế nữa. Nhưng vì chưa có tìm ra, thì Tiểu Hương nghĩ rằng mình là một trong những người được đại diện cho những người phụ nữ. Và cũng là một cái điều may mắn mà được chọn lựa. Cho nên Tiểu Hương nghĩ rằng được cái sự quan tâm xã hội như vậy thì Tiểu Hương sẽ cố gắng tốt hơn nữa để xứng đáng một người mẹ và một người công dân mà được xã hội cũng như nhà nước phong tặng cho mình. Dạ, em nghĩ là chị xứng đáng. Và chị em hỏi thêm là cái cuốn hộ khẩu này thì có bao nhiêu tên trong đó rồi chị ạ? Dạ thưa, hộ khẩu của Tiểu Hương thì hiện tại là trong đó là 226 cháu. Dạ. Là hộ khẩu chính thức, còn ngoài ra mà nuôi các cháu trước đây mình chưa làm được hộ khẩu. Dạ. Thì mình vẫn sử dụng theo những cái giấy khai sinh của các cháu bên ngoài. Dạ. Dạ. Thì nói chung làm được một cái hộ khẩu mà mình nghĩ rằng là chính thức nuôi một cháu thì đã khó rồi, mà duy trì một cái hộ khẩu dài như vậy thì càng khó khăn hơn. Dạ. Nhưng mà tưởng ngưng rồi, nhưng ngày hôm qua vẫn mới tiếp nhận thêm một cháu nữa. Dạ, tiếp nhận cháu gái thì Tiểu Hương đặt là Huỳnh Tiểu Lula. Huỳnh Tiểu Lula. Dạ, Lula là tại vì ông Đinh La Thăng là người Tiểu Hương ngưỡng mộ. Dạ. Dạ, thì Tiểu Hương ngưỡng mộ một nhân vật mà dám nói dám làm. Cho nên Tiểu Hương lấy cái tên lót của ông và đưa vô tên lót cho con mình. Dạ, tên của con mình. Dạ. Dạ. Nếu mà có một kỷ lục ghi nhận thì chắc chị Hương sẽ tiếp tục được ghi nhận là người mẹ có nhiều con nhất Việt Nam. Dạ. Dạ. Rồi thì được biết ngoài bảo bọc những đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi thì hàng năm chị còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội khác. Thì chị có thể chia sẻ với mọi người là có phải là khi mà đem lại hạnh phúc cho người khác chính là đem lại niềm vui cho chính mình không ạ? Dạ. Ngoài ra nuôi các con thì Tiểu Hương cũng có tham gia các chương trình như Bảo Lục, xây nhà tình thương tình nghĩa, phát học bổng tặng quà cho những người hoàn cảnh khó khăn. Thì Tiểu Hương cũng trước đây là trung bình một năm thì Tiểu Hương nhập về khoảng 3.000 chiếc xe lăn trao tặng cho những người khuyết tật của các tỉnh thành. Và ngoài ra hàng năm và cứ mà một ngày lễ hoặc bình thường thì Tiểu Hương trao tặng khoảng 2.000 đến 5.000 phần quà cho những người khuyết tật, trong đó gạo rồi lệ phí các thứ để cho tạo điều kiện cho họ đi lại. Vì Tiểu Hương nghĩ rằng không phải mình có tiền mình mới làm từ thiện, và cũng không phải có tiền mình mới quan tâm đến người khác. Nhưng khi mình yêu thương một người khác thì mình sẽ dùng tất cả cái yêu thương của mình, thì khi đó xã hội và cộng đồng sẽ cùng mình chia sẻ. Và cái đặc biệt đối với Tiểu Hương nghĩ rằng những cái thương hiệu và những cái danh hiệu không phải là một cái điều tốt cho mình, nhưng mình phải sống có một uy tín. Vì uy tín mình mất đi thì mình sẽ không làm được điều gì. Nhưng dù một thùng mì gói hoặc 1.000 đồng và một bao gạo mà xã hội đem đến cho Tiểu Hương và Tiểu Hương trao cho đúng chỗ, thì đó là một cái uy tín. Cho nên cái sự duy trì và phát triển của Tiểu Hương ngày hôm nay là nhờ vào cái uy tín của mình, xã hội tin tưởng và cộng đồng yêu thương Tiểu Hương. Cảm ơn những chia sẻ chân thành của chị, và hy vọng rằng với những cái tình cảm chân thành của chị thì chị sẽ nhận được lại nhiều tình cảm của mọi người đáp lại, và đặc biệt là của những người con của chị. Và thưa quý vị và các bạn, người ta có câu là sống trên đời sống cần có một tấm lòng, thì đối với chị Huỳnh Tiểu Hương là người đã có những cái vòng tay yêu thương dang rộng để chào đón các em nhỏ mồ côi khuyết tật, chị đã từng tâm sự với chúng tôi đó là
khát khao lớn nhất của chị là được yêu thương. Đồng thời, đồng tiền không đem lại hạnh phúc, vật chất không đem lại nụ cười, nhưng những đứa trẻ đã đem đến cho chị nụ cười và rưng rưng với giọt nước mắt với những yêu thương. Xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn chị cùng hai nhân vật, đó là chị Quý và em Như, đã dành ít thời gian đến tham gia cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin chúc mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều hạnh phúc. Riêng chị thì em chúc chị thêm nhiều sức khỏe để tiếp tục con đường nhân đạo sắp tới, để chăm lo thật nhiều và nhiều hơn nữa những trẻ em bất hạnh mồ côi và những người khuyết tật. Và xin cảm ơn chị. Và đến đây thì chương trình của chúng tôi đã kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tiếp theo.